Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 24 tháng 5, ông Zelensky cho biết, hôm nay tại Kharkiv, tôi đã tổ chức một cuộc họp về tình hình hoạt động ở khu vực này và việc chuẩn bị cho mùa nắng nóng. Đã có báo cáo về nỗ lực bảo vệ Kharkiv, đặc biệt là ở mặt trận Vopchans và việc khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại. Chúng tôi chú trọng việc cung cấp nhà ở cho những thường dân phải sơ tán khỏi Kharkiv vì các cuộc tấn công của đối phương. Tờ Pravda của Ukraine cho biết lực lượng Nga đã thực hiện khoảng 15 vụ tấn công vào vùng Kharkiv trong ngày 23 tháng 5, sử dụng tên lửa S-300, S-400. Một số tên lửa Nga được cho là đã bắn trúng một nhà in. Tổng thống Zelensky đã đến thị sát nhà in này trong chuyến thăm Kharkiv. Theo Pravda, đây là một trong những cơ sở in ấn lớn nhất ở Kharkiv và Ukraine. Lực lượng Nga tiến vào Kharkiv hôm 10 tháng 5, tuyên bố đặt mục tiêu tạo vùng đệm an toàn để hạn chế việc quân đội Ukraine tấn công các vùng biên giới Nga. Đến thời điểm hiện tại, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hơn 10 ngôi làng ở Kharkiv. Mới đây nhất, nghị sĩ Nga Viktor Vodolovsky thông báo quân đội nước này hiện đang kiểm soát hơn một nửa diện tích thành phố chiến lược Volchansk. Phần diện tích nằm dưới sự kiểm soát của Nga đã tăng lên và hiện vượt quá 50%. Chúng tôi đang tiến lên một cách chậm rãi nhưng đều đặn. Cuộc tấn công đã mở ra một mặt trận mới mà Kiev nói là một nỗ lực nhằm chuyển hướng lực lượng Ukraine khỏi phía đông, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh quyết liệt nhất. Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm cách biên giới với Nga khoảng 30 km. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp báo với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko hôm 24 tháng 5. Chúng ta đều biết rằng tính hợp pháp của nguyên thủ Ukraine hiện tại đã chấm dứt. Tôi cho rằng một trong các mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Thụy Sĩ là để cộng đồng phương Tây, các nhà tài trợ cho chính quyền Ukraine xác nhận tư cách của người này. Theo Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky đã kết thúc ngày 20 tháng 5 và nước này phải tổ chức bầu cử Tổng thống từ trước đó 2 tháng. Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn duy trì trạng thái thiết quân luật ở Ukraine và yêu cầu không tổ chức bầu cử cho tới khi xung đột chấm dứt. Ông chủ điện Kremlin khẳng định Moscow không phải bên chấm dứt hòa đàm với Kiev hồi năm 2022, nhấn mạnh phương Tây đã hối thúc Ukraine tiếp tục chiến sự nhằm đẩy Nga rơi vào thế thất bại chiến lược trên chiến trường. Ông nói, chúng ta bắt đầu chứng kiến các cuộc thảo luận về đàm phán hòa bình xuất hiện trở lại hãy để điều đó diễn ra, nhưng không phải dựa trên yêu cầu của một bên, mà phải dựa vào các thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản đạt được sau những cuộc đàm phán khó khăn ở Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như tình hình thực tế ở chiến trường. Chúng tôi đã sẵn sàng. Tổng thống Putin cho rằng Moscow cần xác định ai là người trực tiếp ký các văn bản pháp lý có tính ràng buộc nếu đàm phán hòa bình với Kiev. Ông cho hay, cần bảo đảm chắc chắn rằng Nga đang đối thoại với lãnh đạo hợp pháp của Ukraine, đây là vấn đề mà hệ thống chính trị và pháp luật Ukraine phải tự giải quyết, trong đó bước đầu tiên là nghiên cứu những gì được viết trong hiến pháp. Giới chức Ukraine chưa bình luận về những phát biểu này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhiệm kỳ của ông Zelensky kết thúc sẽ không ảnh hưởng tới xung đột tại Ukraine, khẳng định chiến dịch của Nga vẫn sẽ tiếp diễn. Quá chức này cũng nhận định người dân Ukraine sẽ sớm đặt câu hỏi về tính hợp pháp Đối với chức vụ của ông Zelensky, Tổng thống Zelensky từng tuyên bố sẽ không tham gia bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào theo điều khoản của Nga. Ông khẳng định sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất, trong đó có bán đảo Crimea, đồng thời ký sắc lệnh khẳng định mọi cuộc đàm phán với Tổng thống Putin là bất khả thi. Năm quan chức Nga giấu tên hôm 24 tháng 5 nói với Reuters rằng hai bên sẽ không đạt thỏa thuận nào khi ông Zelensky vẫn nắm quyền, trừ khi Nga trực tiếp làm việc với Mỹ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi tuần trước nói rằng ông không tin lãnh đạo Nga có ý định hòa đàm nghiêm túc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân vào ngày 23 tháng 5 cáo buộc rằng Vương quốc Anh và các đồng minh là bên thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột ở Ukraine nhưng lại đổ lỗi cho bên khác. Bình luận của ông được đưa ra sau khi London cáo buộc Bắc Kinh cung cấp viện trợ sát thương cho Nga trong chiến dịch quân sự chống lại Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Saps hôm 22 tháng 5 cáo buộc rằng Nga và Trung Quốc đang hợp tác về thiết bị chiến đấu để sử dụng ở Ukraine. Ông Saps còn nói rằng ông có bằng chứng mới do cơ quan tình báo Mỹ và Anh cung cấp cho thấy viện trợ sát thương đang bay từ Trung Quốc đến Nga. Bình luận về cáo buộc nói trên, ông Uông đã lên án chiến dịch bôi nhọ vô căn cứ và vô trách nhiệm chống lại Trung Quốc của các chính trị gia Anh, nhấn mạnh nhận xét của ông Saps không được Washington ủng hộ. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày tại Nhà Trắng hôm 23 tháng 5, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết Washington chưa thấy có bằng chứng nào về việc Trung Quốc trực tiếp cung cấp vũ khí cho Nga. Chính vương quốc Anh, chứ không phải là Trung Quốc, đang đổ thêm dầu vào lửa trong vấn đề Ukraine. Ngay từ hai năm trước, Nga và Ukraine đã gần đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, nhưng chính xác là vì những rào cản do Vương quốc Anh và các bên khác đặt ra khiến cuộc xung đột vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, ông Uông cáo buộc. Ông Uông nhấn mạnh rằng Bắc Kinh luôn đứng về phía hòa bình và đối thoại, đồng thời cam kết rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Trong hơn hai năm qua, Trung Quốc vẫn duy trì quan điểm trung lập với cuộc chiến Nga-Ukraine và liên tục kêu gọi các bên ngồi vào bàn đàm phán. Trước đó, Mỹ và các đồng minh từng cáo buộc Trung Quốc cấp cho Nga các mặt hàng lưỡng dụng, gián tiếp giúp Moscow tăng cường năng lực sản xuất quân sự. Trung Quốc bác bỏ thông tin này và nói rằng Bắc Kinh và Moscow có quyền được giao thương hàng hóa. Trung Quốc cũng cho rằng chính phương Tây là bên đang cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine nhưng lại đưa ra cáo buộc chống lại Nga. Trung Quốc kêu gọi Mỹ, Anh và phương Tây nên tìm cách đưa Nga và Ukraine tới bàn đàm phán thay vì tìm cách đổ lỗi cho nước khác. Reuters dẫn ba nguồn thạo tin cho biết thiết bị tác chiến điện tử của Nga đã ngăn chặn tương đối hiệu quả các quả bom dẫn đường thông minh của Ukraine tấn công vào mục tiêu đã định. Trong thời gian qua, Ukraine đã tăng cường sử dụng bom GLSDB do Mỹ cung cấp nhằm mục tiêu làm gián đoạn tuyến hậu cần và điểm tập kết của Nga chi viện cho tiền tuyến. Đây cũng là nỗ lực ăn miếng trả miếng của Ukraine trước Nga khi Moscow đã liên tục chút các quả bom thông minh chứa hàng trăm km thuốc nổ xuống mục tiêu của Kiev, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Bom GLSDB là một loại bom đường kính nhỏ được phát triển bởi tập đoàn Boeing của Mỹ và Saat của Thụy Điển được mệnh danh là một vũ khí lai, bom GLSDB được tạo nên từ một sự kết hợp độc đáo giữa bom truyền thống và pháo phản lực phóng loạt. Dù là bom, nhưng GLDRS được phóng đi từ mặt đất, cụ thể là từ hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS hoặc pháo tự hành M270 và các biến thể. Tầm bắn của bom lên tới 160 km. Ukraine kỳ vọng GLDRS có thể giúp họ tấn công chọc sâu vào các mục tiêu của Nga phía sau tiền tuyến để có thể đáp trả bom thông minh của Nga tuy nhiên điều này đã không xảy ra. Hệ thống định vị trên GLDRS đã trở thành mục tiêu cho thiết bị gây nhiễu của Nga trong thời gian qua. Dù nhà thầu Boeing tuyên bố GLDRS có thể đối phó với một số thiết bị tác chiến điện tử nhất định, nhưng theo nguồn tin, hãng này có thể mất nhiều tháng để cải tạo và nâng cấp vũ khí nhằm đối phó với Nga. Hiện tượng gây nhiễu xảy ra khi một bên phát ra năng lượng lớn vào một khu vực lấn át tín hiệu của thiết bị. Nga đã sử dụng chiến thuật này để gây nhiễu tín hiệu vô tuyến, máy bay không người lái của Ukraine và thậm chí cả đạn pháo Excalibur 155mm dẫn đường bằng GPS mà Mỹ cung cấp cho Kiev. Ukraine đã sử dụng bom GLSDB từ đầu năm nay, nhưng giới chuyên gia nhận định vũ khí này không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Tom Karako, chuyên gia vũ khí tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, việc gây nhiễu trên chiến trường ở Ukraine đơn giản là một thực tế và nhiều hệ thống vũ khí đã phải đối mặt với điều này. Bom GLSDB không phải là nạn nhân đầu tiên của tác chiến điện tử Nga. Đạn pháo Excalibur, rocket HIMARS, bom thông minh Zidam của Mỹ trong thời gian qua đã ghi nhận tình trạng bay chạy hướng, dù chúng được xem là vũ khí khá chính xác. Theo Telegraph, dọc gần như toàn bộ trên tuyến, một bức tường xung điện từ vô hình giờ trải dài như một tấm khiên che chắn cho lực lượng Nga. Một mạng lưới tín hiệu vô tuyến, hồng ngoại và đa đa phức tạp được phóng lên bầu trời trên chiến trường, mang lại cho lực lượng Nga sự bảo vệ chưa từng có ở một số khu vực. Các hệ thống tác chiến điện tử của Nga không chỉ vô hiệu hóa tên lửa mà cả máy bay không người lái UAV, loại vũ khí mà Ukraine ngày càng phụ thuộc để thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công tầm xa. Sắc lệnh được ông Putin ký vào ngày 23 tháng 5 là biện pháp đáp trả của Nga trước việc bị phương Tây phong tỏa và tịch thu tài sản. Trong nhiều tuần qua, các nước G7 đã thảo luận việc sử dụng khoảng 300 tỷ tài sản của Nga, bao gồm tiền và trái phiếu chính phủ bị đóng băng sau khi nổ ra chiến sự Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Các quan chức và nhà kinh tế tiết lộ với hãng tin Reuters rằng khả năng trả đũa của Nga đã bị suy giảm do đầu tư nước ngoài đang xuống thấp. Thay vào đó, Moscow có thể nhắm vào tiền mặt của các nhà đầu tư tư nhân. Sau lệnh mới nhất, được ông Putin tuyên bố rằng một thực thể của Nga có thể yêu cầu tòa án Nga xác định xem tài sản của họ có bị tịch thu một cách vô lý hay không và yêu cầu bồi thường. Sau đó, tòa án sẽ ra lệnh chuyển khoản bồi thường dưới dạng tài sản của Mỹ hoặc tài sản ở Nga từ danh sách do Ủy ban Chính phủ Nga về bán tài sản nước ngoài lập ra. Sau lệnh liệt kê những tài sản thuộc sở hữu của Mỹ có thể bị tịch thu gồm chứng khoán, cổ phần trong các công ty Nga, bất động sản, động sản và quyền tài sản. Tháng trước, cựu Tổng thống Dmitry Medvedev thừa nhận rằng lượng tài sản của Mỹ mà Nga đang nắm giữ không đáng kể và bất kỳ phản ứng nào Nga đưa ra sẽ không cần xứng ông cho rằng cần tập trung vào tài sản của các cá nhân. Tài sản của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả cá nhân và các quỹ đầu tư lớn của Mỹ, được giữ trong các tài khoản loại C, đặc biệt mà Nga đưa ra ngay sau khi xảy ra chiến sự với Ukraine và Moscow chịu một loạt lệnh trừng phạt của phương Tây. Tiền trong các tài khoản đó không thể được chuyển ra khỏi Nga mà không có sự cho phép của chính phủ nước này trước đó washington đã thông qua luật cho phép chính quyền của tổng thống joe biden tịch thu tài sản của nga bị phong tỏa trong các ngân hàng mỹ và chuyển chúng cho ukraine moscow chỉ trích việc này là bất hợp pháp